Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh xe lướt giá rẻ của em. Kia Rio là một cái dòng xe bản sedan mà rất nhiều các anh chị đi tìm và không dễ để tìm một chiếc xe đẹp đâu các anh chị. Và ngoài ra chiếc Kia Rio này hiện tại đang nằm ở trong công ty em đây. Đây là một chiếc xe nhập từ Hàn Quốc và xe thì có đời là từ xe đời 2015 nha các anh chị nha. Xe đời 2015, 7 số tự động nha các anh chị. Sedan. Và xe này là nhập từ Hàn Quốc nguyên xe. Với cái ô đồ á rất là ít, xe nó mới chạy được, để em coi, để xe vừa về em cũng chưa cập nhật được, xe chạy được 42.000 này các anh chị, xe chạy được 42.000, 25 chạy được 42.000, có nghĩa là xe rất là ít chạy. Kia Rio. Biển số này ở xa, ở tỉnh nha các anh chị nha, 61 Bình Dương. Đây em mở cái cốp xe cho các anh chị xem. Đây, biển số 61 26280. Ồ, có đồ kích luôn, khách cũng đã để đồ kích lại. Bánh xe thì chắc chắn cũng đã rớt rồi. Xe được trang bị luôn camera lùi rồi nha các anh chị nha. Xe đã được trang bị camera lùi. Xe là em thấy đồ vẫn còn khá mới. Bánh xe. Đây nè. Vỏ zin theo xe luôn nha các anh chị nha. Vỏ zin theo xe luôn nha. Đây 25 các anh chị thấy không? Xe chạy ít mà, mới 42.000. Để em xem kiểm định. Xem kiểm định vẫn còn đến tháng 8 năm 2021 nha các anh chị. Xe này chạy gia đình. Một chiếc 5 chỗ tầm khoảng 450 đổ lại cho một chiếc xe nhập. Đây. Ghế thì cũng ghế da. Ghế da. Đã lót sàn. Có thảm lót sàn. Em sẽ quay cái phần ốc cửa cho các anh chị xem. Đây. Ốc cửa nha. Cam kết là xe không đâm đụng ngập nước nha các anh chị nha. Này, ốc phía trước, bữa trước. Nên là nút bấm. Nút bấm điều chỉnh ở trên cửa. Xe ô tô chạy được 42.000. 42.000. Đã có màn hình. Đã có màn hình cộng cam lùi. Đây này. Cái này thì nó chỉnh cơ. Số tự động nha các anh chị nha. Gần số. Có USB nè. AOS này nọ là đầy đủ hay gì ha. Cổng sạc 2, cổng sạc 12V. 2 cổng sạc 12V. Chỉ có thiếu là không có cửa sổ trời thôi. Cái xe là trang bị đầy đủ hết rồi á. Đèn thì ở phía trước, trên vô lăng thì cũng được có đàm thoại đánh tay, điều chỉnh vô lăng, điều chỉnh đây có cruise control nữa này nha anh chị nha, chip, cruise control, đàm thoại đánh tay đầy đủ ha. Rồi, mình sẽ xem cái phần hầm máy xe xem như thế nào. Nha rồi, đây là phần hầm máy xe ha. Quay kỹ cho các anh chị xem. Vậy các anh chị ở xa thì mình có thể xem chi tiết trước khi mình vô mình coi xe. Còn vô mình coi xe là mình chỉ có thể quyết định thôi.
là mình mua hay không mua thôi. Giờ bà xem kỹ lại. Ốc này em quay tận ốc ở trong cho các anh chị xem và anh chị thấy ha. Giá tầm khoảng 450 đổ lại mình có một chiếc xe nhập đời 2015, xe mới chỉ chạy được 42.000, Odojin bao trước hãng, không đâm đụng ngập nước. Mình mau chóng là sở hữu một chiếc xe như thế này nha, để mình có xe đi lại và dịp Tết. Rồi ok, em xin giới thiệu là chiếc xe này. Đây là chiếc Kia Rio đời 2015 số tự động 7 sedan. Dạ thì xe chạy được odo là 42.000, biển số ở 61 là Bình Dương. Hiện tại đang được rao bán tại công ty em với giá là tầm khoảng 400 đổ lại. Thì các anh chị nào có nhảy quan tâm về cái dòng xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0902 600126. Em tên là Huệ, là nhân viên kinh doanh tại công ty CK Group, công ty chuyên kinh doanh trao đổi mua bán những dòng xe đã qua sử dụng tất cả các hãng. Các anh chị nào muốn bán xe hoặc muốn đổi xe thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với em luôn nha. Rồi em sẽ tư vấn cho các anh chị để cấp đổi qua lại, hoặc là các anh chị muốn bán đứt đoạn xe thì cũng có thể liên hệ với em luôn. Em sẽ thâu lá tóm lại cho các anh chị. Các anh chị nhớ bấm đăng ký kênh của em để theo dõi những video clip tiếp theo về những dòng xe lướt bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.